Dạ câu thứ năm thưa bác làm sao biết thầy tu theo đạo Phật chân chính à cái này thì rất dễ thôi đạo Phật tu theo đạo chân, chân chánh thì trước mắt là phải có cái nguyện giáo lý để học tu nhưng mà muốn chân chánh thì anh tu cái gì anh phải nói cho rõ ràng đó thí dụ mình ở nhà cũng vậy thí dụ tu tu pháp môn nào thì phải ghi cho rõ ở chùa nó cũng vậy là chân chánh đó còn tu mà mà để để lập la lập lửng á thì nó là không chân tránh rồi cháu hỏi tiếp thì